mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội được Đảng và Nhà nước bảo hộ vì quyền lợi của người lao động và nhân dân. Khi tham gia, người dân được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và được nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng. Khi về già được hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế và tử tuất. Để lan tỏa ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết thực của chính sách này, ngành bảo hiểm xã hội đang tích cực chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Trần Thị Tuyến, 46 tuổi, ở xã Đông Kết, huyện Khói Châu, mở cửa hàng bán hoa quả tại nhà. Hàng tháng, chị có thu nhập bình quân đạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng, nhưng phải cho con ăn học nên cũng không tích góp được bao nhiêu. Được sự tuyên truyền tư vấn của đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, chị Tuyến đã trích một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện chị đang lựa chọn tham gia với mức lương là 2 triệu đồng, tức mỗi tháng phải đóng 440.000 đồng, nhưng được nhà nước hỗ trợ 10% nên chỉ phải đóng 407.000 đồng, khiến chị rất phấn khởi. Trước kia thì nông thôn thì cũng nghĩ là không được tham gia bảo hiểm bởi vì là không làm trong nhà nước, cũng không trong công ty. Qua tuyên truyền thì đã tham gia. Và nay là tôi cũng đang chuẩn bị là tham gia cho chồng tôi, là năm nay chồng tôi 47 tuổi. Về già sau này gọi là cũng có gọi là chế độ đỡ phải nhờ con cái. Với mục tiêu ngày càng có nhiều người được đảm bảo an sinh xã hội sau khi hết tuổi lao động, nên bên cạnh việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các đơn vị doanh nghiệp, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Khói Châu đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền để người dân trên địa bàn hiểu về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời chủ động ký hợp đồng với các tổ chức dịch vụ, bưu điện, hội phụ nữ, phát triển mạng lưới thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 25 các xã thị trấn. Những nhân viên đại lý thu này được Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp đào tạo, nắm vững các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước, quy trình thủ tục lại gần dân, sát dân, nên khi tuyên truyền được người dân tin tưởng và tích cực tham gia. Trước đây thì người dân thì vẫn chưa tin tưởng về cái vấn đề là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với lý do là trên thị trường là rất nhiều các bảo hiểm thương mại. Nhưng mà thông qua tuyên truyền đến cán bộ hội viên hiểu được cái tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội cũng như là các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nhằm mục đích là an sinh xã hội. Nhà nước hỗ trợ người dân đóng đối với hộ bình thường thì được hỗ trợ 10%, cận nghèo được hỗ trợ 25% và hộ nghèo được hỗ trợ 30%. Chính vì thế mà trong có 2 tháng thôi mà hội gia quân tuyên truyền đã có gần 30 hộ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng tôi có rất nhiều hình thức để tuyên truyền, chúng tôi có thể đến từng nhà dân để tuyên truyền, chúng tôi tuyên truyền qua Facebook hoặc Zalo để cho người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội. Trước kia xã của chúng tôi chỉ có cán bộ ủy ban, giáo viên là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng qua tuyên truyền nay thì xã đã có hơn 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tính đến hết tháng 5 năm nay, toàn huyện Khói Châu đã có gần 1.650 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gần 100 người so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù đã rất nỗ lực trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, số người tham gia loại hình bảo hiểm này ở huyện Khói Châu nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung vẫn chưa xứng với tiềm năng. Số người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hưng Yên mới chỉ đạt khoảng 76% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Hiện toàn tỉnh đang có trên 13.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm 124 người so với năm 2022. Nguyên nhân là do một số địa phương trong tỉnh vẫn chưa chú trọng, chưa có sự phối hợp vào cuộc của các cấp ủy chính quyền và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền về luật bảo hiểm xã hội. Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng một người trên tháng lên 1,5 triệu đồng một người trên tháng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo. Một số người dân gặp khó khăn về kinh tế đã dừng đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, nhiều người chưa hiểu rõ về bảo hiểm xã hội và còn nhầm lẫn chính sách này với các loại hình bảo hiểm thương mại khác, do đó còn đắn đo, băn khoăn, chưa tham gia. Đối với lại bảo hiểm xã hội tự nguyện, ấy, cái mức đóng nó cao. Tuy nhiên là cái hỗ trợ của nhà nước cũng lại cao lên theo. Và đặc biệt là cái quyền lợi
hưởng cái chế độ sau này thì nó cũng cao theo cái độ tăng đó. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cả cấp xã phường, hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền để làm nào người dân hiểu được cái chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phải lắng nghe tâm tư với đề xuất cái nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu với các cấp chính quyền, đồng thời cũng là tương tác được thông tin với người dân để mở rộng cái đối tượng tham gia, chính là mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập một tháng do người tham gia lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Mức cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người thuộc hộ nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ là 30%, hộ cần nghèo được hỗ trợ là 25%. Các đối tượng khác được hỗ trợ 10%. Tham gia đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, có thể bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mong muốn mọi người dân đều được thụ hưởng. Đây là hình thức người lao động tự do có thể tích góp đầu tư cho tương lai của bản thân đến khi hết tuổi lao động, có thể nhận lương hưu hàng tháng, giảm bớt nỗi lo gánh nặng về kinh tế lúc về già và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để san sẻ một phần tài chính khi ốm đau, bệnh tật. Vì vậy, người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là đảm bảo các điều kiện an sinh cho mình trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.